Mưa lũ ngập lụt luôn gây ra những mất mát khó khăn, trở thành nỗi ám ảnh cho người dân mỗi mùa mưa bão. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh này sẽ giảm bớt phần nào nhờ sáng chế giường cứu sinh chủ động. Điều đặc biệt là chủ nhân của sáng chế này là hai bạn học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sinh ra trên mảnh đất Hưng Yên không phải chịu những ảnh hưởng của ngập lụt, mưa lũ. Nhưng Luyện Huy Long và Trần Quang Thái, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, đã tạo ra một sản phẩm độc đáo giúp người dân miền Trung giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Đó là chiếc giường cứu sinh chủ động, có khả năng nổi trên nước dù có 5 người ngồi phía trên. Con người dành đến 1/3 cuộc đời của mình nằm trên chiếc giường. Nên là bọn em đã nghĩ để cải tiến chiếc giường kết hợp với chiếc phao để tạo thành chiếc giường cứu sinh này. Chúng em muốn có một phần sức của chúng em vào để làm cho cuộc sống của đồng bào mình bớt khổ sở đi. Sản phẩm giường cứu sinh của chúng em thì hoạt động dựa trên cái lực đẩy Archimedes. Có 3 phần chính ạ. Đó là phần đầu tiên là khung thép, tiếp theo là xốp và phần cắt giường ạ. Ở dưới gầm giường thì chúng em cho những cái vật liệu nổi vào, thì đó có thể là chai nhựa đã dùng rồi hoặc là xốp. Mỗi khi nước dâng lên thì giường cũng sẽ nổi lên cùng theo nước. Kể cả lũ về gấp thì mình vẫn nằm ngủ trên chiếc giường, có khi đến sáng dậy mới biết lũ về. Thiết kế mô đun cùng những thanh sắt nối giúp những chiếc giường này có thể ghép lại với nhau, tạo thành kết cấu nổi lớn, chứa 8 đến 10 người cùng đồ đạc thiết yếu. Khi ghép lại có thể thành 4 đến 5 hoặc là 10 cái mô đun, tạo thành một bè lớn, chịu được cái sóng dập dành của nước. Tôi thì tôi cảm thấy được rằng là giường mà hai em chế tạo ra thả nổi trên cái mặt nước ấy, thì cái độ nổi của nó quá là tốt. Chỉ ngập khoảng tầm đến 1 phân nước thôi. Sản phẩm giường cứu sinh chủ động đã giành giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2017. Đây là động lực để Long và Thái tiếp tục phát triển sản phẩm, hướng đến tính thương mại cao. Bọn em đã chọn gỗ MDF chống ẩm, cùng với đó là dùng cắt CNC với độ chính xác rất là cao. Về cái mặt ngoại hình này nó thông minh, nó tiện ích, nó có thể làm thành kệ, tủ hoặc bàn ghế. Khi mà bão lũ đến, bọn em có thể hạ ngay xuống và lắp trở thành một chiếc giường. Hướng sắp tới bọn em đó là phát triển từ một cái này thành nền nổi. Khi mà nước vào thì cả nền nổi lên cả người, nhân vật và các đồ dụng trên cũng nổi lên, trên cũng nổi.